Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học lập trình Angular tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Và ở trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu để làm một tính năng như sau. Các bạn xem cái hình của chúng ta. Chúng ta cũng có parent component và child component, nhưng mà cái vị trí button và cái giá trị mà chúng ta cần thay đổi thì nó đảo ngược lại một chút. Đó là ở trong child component á, thì chúng ta có cái value, và ở trong có parent component thì chúng ta có một cái button add. Bây giờ làm sao để click vào button add này thì nó tăng cái value ở trong child component lên. Đó là những cái mà chúng ta sẽ phải làm ở trong video này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau setup ha. Mình sẽ sử dụng lại cái parent component và child component. Thì để mà xem được cái code child và parent cũ á, thì các bạn chỉ đơn giản là vào GitHub thôi và xem những cái lần commit. Rồi ok. Bây giờ từ trong app component á, thì mình sẽ render ra app trừ parent ha. Rồi. Mình vào localhost 422 đó, các bạn thấy là hiện tại nó đang như vậy. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi một chút nha. Đó là ở trong parent component thì ở đây mình sẽ hiển thị ra một cái button. Button. Rồi. Và ở đây mình để nút S. S for child đi. Ngưng lại. Và chúng ta thấy S for child và mình cũng xóa hết code ở đây đi. Rồi, ok. Đây là parent component. Còn child component thì bây giờ mình sẽ vào đó. Rồi, trong này thì nó sẽ chứa một cái giá trị. Thì mình sẽ để value bằng 0 ở đây. Một thẻ H3 đi. Và đó. Chỗ này thì mình sẽ xóa hết đi và ở đây mình sẽ để một cái biến về thuộc tính value và mình cho nó bằng 0 chấm phẩy. Chỗ này thì chúng ta điền value vào. Nhưng mà các bạn thấy không thấy thay đổi gì, đó là tại vì từ trong parent component chúng ta chưa có render ra child component. Thì ở đây mình sẽ render ra child component. Rồi như lại đã, các bạn thấy số 0 này. Bây giờ thì làm sao mà click vào đây và tăng cái số 0 này lên thôi. Rồi ok, mình xin tạm dừng video này tại đây ha. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện cái này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.